D-O-R Dot Dot Pina 2K4 P1NA2K4 bắn cái trận như một trước tiên ạ. Không vào thì bắn hai mạng thấy bắn thấy bắn 30 mạng là thấy xong rồi đấy. Ok. Hả? Bắn vào này lát bắn đến 10 mạng thôi chơi nữa. Nó 30 cho nó 10. Hôm nay nói là trận đánh này. Trận đánh này vào bắn 30 mạng là biết hôm nay như nào luôn đấy. Biết là như nào luôn. Có anh bắn hai mạng cho con. Bây giờ thì có lẽ để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta không cách nào hợp lý hơn đó là đến ngay với những hình ảnh in game thôi, vì game đầu tiên đã diễn ra rồi. Và cùng chờ đợi xem nào, trận thiếu mở màn của giải thiện luận này, và ai sẽ là người đầu tiên bước lên nhánh trên và ai sẽ người phải đẩy nhánh dưới đây. Một thằng ông bên lâu nhất, một bên bằng bên nữa. Em xin nhắm, xin đi rồi, đánh tên flash nhắm trên đường mini này. Hai, đừng ra nữa, một cái yếu. Hay, hay rồi, chết rồi, chết rồi. À, không có yếu đâu, không yếu đâu. Ra chỗ đi. Ra. Ăn đi ngay. Rồi bắn tên check in shot. Đá bắn chết nó luôn. Chạy luôn, chạy nhắm sinh luôn. Không thể móc đâu. Anh không phải sớm móc hết đâu đâu. Anh nếu anh tiết tay ném lên hay được đấy. Cứ chạy thẳng vào nhà vệ sinh luôn đấy. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh luôn đấy. Không biết đâu. Quen Pina flash đẹp. Flash là đẹp, anh chờ, anh biết không anh chờ flash mà. Start đến xếp đi. Nó bị start lên là nó cũng không. Cháu xếp đi. Bắt được Pina K4 được đúng về đó là 4v3 rồi, thậm chí là 4v luôn khi mà Hoác lại bắt được cả Sota nữa. Chuyện quái xảy ra này, Quezia cũng bị hạ gục rồi và chỉ còn lại một người chơi rất bên phía của team NYG thôi. Đó là trận đọp đây, đọp cũng chỉ kịp làm hai trước khi mà Revo có những chiến thắng đầu tiên đến cực kỳ bất ngờ. Sau anh chị bỏ, anh chị ba à, bỏ đấy thế Pina, đi anh KCT rồi, cái nhà mình. Bấm rơi rồi. Phá cam rồi. Mà nó bỏ phát, nếu mà nó bật TP luôn, ok chưa? Ok. Nếu cái này so đi, là bỏ phách một phát rồi nhá. Nhưng bây giờ thì cơ hội có mở ra cho Revolution hay không? Bốc bắn rất tốt đã, cùng các bạn của Sauta đưa về thứ 2 vết 2. Phá sau rồi, phá sau rồi, phá sau rồi, phá sau rồi.
Revolution đặt fake một nhịp quảng lan là quá tốt. Phúc có cho mình double kill và Tiếu Chịu lại lên 1v1 mà thôi. Triple kill dành cho Phúc và rào thắng thứ hai có thuộc về không đủ tam rồi. Không đủ tam dành cho Phúc, Tiếu cũng xử lý vừa rồi. Anh chỉ ăn tiếng Heaven này. Ở đây mà. Không, anh ăn tiếng Heaven của ấy đẹp ấy, đẩy chúng nó. Nhưng mà thằng Jay nó kẹp. Đó, nhà thằng Soba nó chết luôn. Qua nhảy xuống chết luôn. Lao ra cứu bom ở hướng đó thì họ cũng có thể đoán ra được rằng là Soba có lẽ là đã di chuyển đầy long rồi, đã không nhìn đẩy. Và bây giờ thì sao đây, các thành viên bên phía của team SYG thì có vẻ như họ cũng đang gặp chút khó khăn trong những thủ bom của mình. Brimstone kết hợp với cả Ray và một con Brick nữa đang là ba người thủ B, vẫn là một đội hình 3B và hai bom xe A thôi, và đang có dấu hiệu bách về để bắn 5B ư. Các thành viên bên phía SYG họ đang bách về rất nhanh với việc có một cái cam của Cypher và rất nhiều bẫy ở cục bom xe A, thì cái lựa chọn bắn bỏ bom xe A cũng được, không sao cả, hoặc là solo A cũng được. Đây là một chúng ta muốn đẩy ra chăng? Chúng ta xem Pina 2K4 sẽ là người support cho bộ đôi đẩy A-Long. Nhưng có vẻ như mọi thứ đang là hơi khó, trong khi đó cách biến phía Revolution. Hey! Đi luôn. Và liệu rằng lần này Cypher của bên phía của chị bom xe A có thể làm được hay không đây? Lượng bom mìn vẫn còn rất nhiều nha, chính xác là lượng bẫy vẫn còn rất nhiều. Cùng với đó cả cam nữa khiến cho một mình Cypher đang kiểm soát hoàn toàn khu bom xe A. Quả bom của bên phía team Revo vẫn đang hold lại thôi. Chưa biết ý đồ của gì khi mà vẫn đang có 3 người di chuyển lên bom CB, rất khó chịu và cũng chuyện xem nào. Zonipi vẫn sẽ đi đầu với tiếng Ray của mình thôi. Số thì đi sau này. Bắn sao rồi. Có nghĩa là nếu như đối phương bắn một cái cung vào đấy thì sau ta sẽ phá luôn. Đúng là như vậy, đánh vào cung bom CB rồi. Tràn vào thì không được rồi, Pida từ có double kill. Thêm một tình huống ulti tốt đến từ Red Devil nhưng One Cube mới bốc nổi trong một mạng. Tuy nhiên thì vẫn còn đến 2 người nữa. Đâu? Em ra đây. Anh ơi. Có mấy đầu nào? Này, chữ 90 chữ 78, bắn tên nổ. Em cái này cái nó nếu có trong đọc bà. Đọc bà trong bay nó ra. Bóc lên xong rồi ném. Ném xong ấy, thúc cam phải kê đâu, thúc cam kia đâu. Biết rồi. Anh nghĩ là mày đặt con mẹ chắp cái móc này đi. Tại vì anh đi vòng về mà. Lúc nào đánh ý Pina stun nhau vâu lại. Stun nhau vâu, flash 2 stun nhau vâu. Cái bắt coi liên tục dành cho cách game về phía team SYG. Và vừa rồi thì các bạn thấy rằng cái tình huống đánh bom xe B đó, cái tình huống bắn 4B đó là một cái chiến thuật mà anh nghĩ rằng là các team thế giới họ sử dụng cũng khá là nhiều. Bởi vì bom xe A thực ra lại là một bom dễ retake, rất khó thủ. Các team đa phần họ sẽ bỏ bom xe A, họ sẽ chỉ nếu team và Cypher thì rất có cơ hội để có thể first pick được một người, do Cypher sẽ sủi. Bởi vì Cypher nó có rất nhiều bẫy và kèm theo đó là những cái quả smoke, những cái lồng. Và tiếp tục là có cho mình cái cam, chỉ cần một tiếng chụp ảnh tốt thôi. Sau đó spam xuyên smoke có được một mạng và sủi đi rất nhanh. Chờ đồng đội quay về với retake bom nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Và đây là một tiếng muốn đánh vào A và có bật ulti đến từ Phốc rồi. Phốc sẽ là người đi tanh trong tình huống này. Từ đầu trận giờ chúng ta lại không thấy Dẹt đi tanh quá nhiều đúng không Huy? Đúng là như vậy rồi, rất bất ngờ khi mà Dẹt lại thường là những người còn sống gần cuối cùng ở bên phía của team Revo. Dẫn cũng chơi và đây sẽ là pháo retake dành cho bên phía của team SYG. Bắt đầu tăng vào nhưng rõ ràng là với cái quả smoke one way quá khó chịu thì Phốc là người có lợi thế rất nhiều rồi. Sau ta hòa hạ gục được Pina 2K4 và cuối cùng Red Devil nằm xuống về One Cooper. Rào thắng thứ 7 dành cho các viên về phía Revolution. Lại một lần nữa tôi lại phải nhắc đến cái tên đó là quả nết vừa rồi của Red Devil đã giải tàn đám đông rồi. Tất cả những ý định của Revolution phải thay đổi sau tình huống ném nết vừa rồi. Họ biết rằng họ không còn nhiều cơ hội bom xe B và họ đang chuyển hướng với đánh A. Hoặc từ nãy giờ liên tục là player đi một mình. Bây giờ thì Hoác đây rồi, Hoác hạ gục được cây hay không đây? Nếu như có mạng thì Hoác có thể bật ulti được. Nó sẽ phát hiện ra hai player còn lại với phía đối phương. Green Guy đang lẩn trong quả smoke, Green Guy đang cố gắng spam nhưng không trúng trong tiếng này. Một khẩu serif là hơi khó để spam trúng với lượng smoke dày đặc được trả ra đến từ bên phía của team Revo. Hoặc nằm xuống cân bằng với người nhưng đây là một con tiếp cận áo phốc nữa. Và đừng bảo với tôi là bên phía Revo họ sẽ thua vào điều tiên nha. Gỡ fake đến từ Red Devil rồi nhưng bên phía của team Revo vẫn chưa chui ra vẫn thò mặt ra từ cuối trong trận đấu. Red Devil làm đến 3 bàn, tiếp tục lôi đội bằng quân của và kết thúc trận đấu với tỷ số đó là 13-7 dành cho bên của SYG. 13-7. Tối mà.
Ôi quá. Ôi quá. Ê, nhìn xe quá. Xe quá. Mày giờ bắn đi. Lên tao giải đi bằng ô tô. Bạn ơi, Linh ơi. Đi xe hết mà, cái nào để đi hết mà. Ok, anh em cứ mở lại đi. Đơ rồi. Không bật. Cảm xúc của bạn sau khi thắng trận vừa rồi như nào? Bình thường, bị biết trước rồi. Phải mù, phải mù.